Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên tổ chức hội thảo phát huy nguồn lực văn hóa xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu đẹp văn minh. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia. Hội thảo có sự tham gia của trên 100 đại biểu, cùng với 36 tham luận của các nhà nghiên cứu khoa học, các sở ban ngành, tổ chức chính trị tỉnh Hưng Yên. Trong đó tham luận của các nhà khoa học đều tập trung vào phân tích nguồn lực văn hóa của Hưng Yên, bao gồm 3 loại nguồn lực di sản văn hóa, bao gồm di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, nguồn lực thể chế và thiết chế văn hóa, nguồn lực con người. Các tham luận cũng đề xuất giải pháp phát huy tiềm năng của các nguồn lực, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, các di tích lịch sử văn hóa, bảo tồn làng cổ đặc biệt là làng Nôm, ngôi làng độc đáo và hấp dẫn và bậc nhất của Hưng Yên nói riêng, Việt Nam nói chung. Khôi phục phố Hiến Cổ, phát triển văn hóa Hưng Yên trên nền tảng phục hồi, cải tạo và nâng cấp các dòng sông cổ. Phố Hiến là tiền cảng của Thăng Long, tức là phố Hiến đã trở thành của quốc gia, chứ không phải của người Hưng Yên nữa. Là một cái thương cảng ở một tỉnh, nhưng mà nó đã trở thành quốc gia rồi. Và các nước khác đã đến đây trao đổi hàng hóa rồi, thì nó rất độc đáo rồi. Và nó phải có phố, có cư dân để phục vụ cho cái thương cảng ấy nó sống được. Thứ hai, làng Nôm có cảnh quan văn hóa, nó có quỹ kiến trúc là những ngôi nhà cổ, những chùa cổ, tượng cổ, có các phiên chợ, rồi có cái nếp nhà và có đức tin, tôn giáo tín ngưỡng, sinh hoạt cộng đồng, thì nó là một không gian nó rất xịn. Nhưng mà nếu mà mình mà không quan tâm thì sau nó mai một đi thì sẽ không bao giờ phục hồi lại được nữa. Tôi hy vọng rằng là với cái sự phát triển của cái truyền thống phố Hiến thời xưa, cái truyền thống phố Hiến, đô thị phố Hiến gắn liền với làng mạc, gắn liền với lại dòng sông, thì chúng ta cải tạo lại dòng sông, chúng ta phát triển cái nông nghiệp xanh và cái nông nghiệp của xã hội hiện đại gắn liền với công nghiệp hóa của hậu công nghiệp, chúng ta sẽ tạo thêm những cái thành phố và những cái đô thị đầu tiên ở Việt Nam mà phát triển theo cái xu hướng của đô thị hóa hiện đại. Nguồn lực văn hóa của Hưng Yên là rất là phong phú và rất là đa dạng, nhưng mà nó vẫn có thể ngủ im. Đấy, nếu như chúng ta không đánh thức nó, mà đánh thức nó bằng cách nào? Đánh thức nó bằng cách là biến nó trở thành cái sản phẩm hàng hóa mà được tiêu thụ trên thị trường. Muốn như thế thì nó phải trở thành sản phẩm của du lịch, phải có tiếp thị, phải được tôn tạo, phải được đầu tư, phải được quảng bá. Rồi là cái hệ thống dịch vụ nữa, nó phải phát triển sôi động, thậm chí là liên kết vùng, tạo ra cái sự phát triển đa dạng. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, những năm qua tỉnh Hưng Yên đã đầu tư nhiều nguồn lực cùng nhiều văn bản chỉ đạo nhằm phát huy nguồn lực văn hóa để xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu đẹp văn minh như chủ đề của hội thảo. Hội thảo là dịp để tỉnh nhận diện rõ hơn những thành tựu phát triển sự nghiệp văn hóa đã đạt được và những hạn chế bất cập trong việc thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển văn hóa, qua đó đánh giá tổng thể toàn diện, chuẩn bị các luận chứng khoa học và thực tiễn để xây dựng thể chế chính sách, giải pháp huy động nguồn lực văn hóa xây dựng tỉnh Hưng Yên giàu đẹp văn minh. Sau hội thảo hôm nay, tôi cũng đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổng hợp các ý kiến của các nhà khoa học, trên cơ sở đó nghiên cứu nhận diện, xác định vị trí, vai trò, quy mô các nguồn lực văn hóa của tỉnh, từ nguồn lực di sản văn hóa, nguồn lực con người, từ nguồn lực tài chính và các nguồn lực khác, từ đó xây dựng hệ thống hóa thành bộ giải pháp phát triển phù hợp để đề xuất với tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh. Đối với những vấn đề phạm trù khó cần có sự nghiên cứu sâu hơn thì tiếp tục đặt vấn đề nghiên cứu đảm bảo khoa học hiệu quả gắn với thực hiện tình hình của địa phương. Nhân dịp này, tôi mong muốn các nhà khoa học, các đại biểu để tiếp tục tập trung nghiên cứu, thu thập để xác minh, làm rõ những tiềm năng, thế mạnh của Hưng Yên trong phát triển văn hóa, đặc biệt là đề xuất những giải pháp phát huy nguồn lực văn hóa trong phát triển kinh tế của tỉnh. Đồng thời thẳng thắn trao đổi trên tinh thần khoa học, tìm cách thức tiếp cận mới, hiệu quả và tập trung làm rõ hơn những nội dung của hội thảo. Ban tổ chức hội thảo đã trân trọng tiếp thu ý kiến của các đại biểu, trên cơ sở đó sẽ đề xuất với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo để có giải pháp đưa văn hóa thành một trong các trụ cột, góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu đẹp văn minh.